Làm người mẫu ảnh luôn. Một hai ba rút kinh nghiệm. Chị Linh khoa thử vào đường chứ. Hả? Khoa vào đường. Được cái là. Dạ này kéo khích luôn hả? Kéo. Anh. Kéo phải hai cuộn. Ủa còn cuộn mấy đem vô rồi? Cuộn để ngoài. Dạ bữa hồ bơ bên đây đậm rồi, căn này sướng luôn. Cứ móc đi, không đủ cái gì, không. Vì con cứ móc rồi, cứ móc rồi. Có mũ thì cũng mới để làm gì. Nhả đi. Rồi, cái con này. 2. 2.
Nhanh. Đánh đàn nè. Đó. Đàn kêu tích tịch tình tan. Cái này mình có gắn cái kêu ăn ra đó có. Nẹp. Có đường ngon nè. Chạy một đường ngon đó. Một đường ngang đó nhưng mà ở dưới nó không cứng. Ừ. Nó nằm ở trên mà. Chạy được mà. Ừ, đẹp. Đi ra ra. Đi ra. Thử vô được đó không? Khó lắm sao mà đâu bắt được. Đâu có, đang đi dây điện. Đi xong nữa hả? Chưa. Đi dây điện nữa. Quá nó phát kiểu chắc 10 tiếng à. Khóc lóc gì hết. Đây. Đưa búa. Búa bên góc này tê nó. Lần nào lại về ăn cơm nào. Búa. Ăn cơm. Phụ chết rồi. Đây đây. Túi vào này, để sao biết đường mà làm này. Tầng 5 thì được phai kiểu này được, thì tầng 5 nó cứng. Mấy tầng trên nó mỏng thôi. Để biết thầy, thế này. Cho em, cho em không dám làm, là sao làm tầng 2 ok. Chứ làm tầng 2 cao quá. Buồn nổi. Không chừng cái này bị... Không chừng cái này đổ bên kia luôn á lộn. Không nào không? Không nói đây. Đưa một con lửa nhựa đây. Chơi được không? Em chơi được. À, bữa làm xong cái bàn thờ đó rồi em nhậu được không? Cái nó được không? Không làm mồi chứ. Rồi xong nhỏ giọt tiếu. Sao không mang mồi xuống nhậu luôn hả? À, sao không mang xuống cua ta? Thú anh điện qua rồi em xuống. Nó đi chợ xong rồi nó về. Nhậu nó 11 giờ. Má không nhậu. Ừ, anh Diệp cũng sợ mà, anh Diệp cũng sợ kinh tức. Anh Diệp cũng sợ ông Hiên nữa mà. Bữa bị ông Hiên quất bởi vì 12 rưỡi mới điện anh em mình á. Nó cấm đầu. Thay mẹ sao á. Cấm đầu đi. Ok, chào và hẹn gặp lại cả nhà video sau. Nhớ like, đăng ký, hạ tiền ủng hộ Trí Xì Tiền Dừa và Xì Tiền En. Bye bye.